thông báo 23 tiến chức của giáo phận Xuân Lộc. Tòa giám mục Xuân Lộc ngày 20 tháng 11 năm 2021. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ nam nữ, các chúng sinh và anh chị em giáo hữu giáo phận Xuân Lộc. Anh chị em thân mến, để chuẩn bị cho việc phong chức linh mục kỳ này, tôi thông báo cho anh chị em biết danh sách 23 thầy phó tế thuộc giáo phận Xuân Lộc như sau. 1. Thầy Giuse Lâm Hoàng Ân, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phương Lâm. 2. Thầy Giuse Trần Quốc Ấn, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Trà Cổ. 3. Thầy Simeon Lê Phú Bảo, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Long Thành. 4. Thầy Giuse Đỗ Văn Cảnh, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Võ Gióng. 5. Thầy Gioan Bautista Nguyễn Trúc Duy, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Hà Nội. 6. Thầy Vinh Sơn Quách Minh Đô, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại tòa giám mục. 7. Thầy Phaolô Phạm Thanh Hà, sinh năm 1985, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bảo Thị. 8. Thầy Giacobbe Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1986, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái An. 9. Thầy Giuse Nguyễn Trọng Hoàn, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Chính Tòa. 10. Thầy Gioan Trịnh Quang Khanh, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thánh Tâm. 11. Thầy Giacobbe Nguyễn Ngọc Long, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Phúc Lâm. 12. Thầy Phêrô Maria Nguyễn Tài Long, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại trường Cao đẳng Hòa Bình. 13. Thầy Phaolô Nguyễn Kinh Luân, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Rusikeo. 14. Thầy Giuse Trương Vĩnh Phú, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bắc Thần. 15. Thầy Gioan Dương Tấn Quốc, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thọ Lộc. 16. Thầy Đa Minh Nguyễn Quyền, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bùi Thượng. 17. Thầy Phêrô Đỗ Công Sơn, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo họ biệt lập Sóc Lu. 18. Thầy Phêrô Phạm Quang Tâm, sinh năm 1987, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Bình An. 19. Thầy Martino Nguyễn Đức Thanh, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Xuân Khánh. 20. Thầy Giuse Viên Nguyễn Trần Đức Thịnh, sinh năm 1989, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Suối Nho. 21. Thầy Phêrô Lại Ngọc Thực, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Ninh Phát. 22. Thầy Augustino Lê Thành Trung, sinh năm 1988, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thịnh An. 23. Thầy Vinh Sơn Vũ Hoàng Vũ, sinh năm 1990, hiện đang phục vụ tại giáo xứ Thái Hòa. Xin quý cha và quý bề trên thông báo danh sách này tại nhà thờ, các giáo xứ, giáo họ và dòng tu trong toàn giáo phận trong các thánh lễ Chúa Nhật 24 thường niên ngày 21 tháng 11 năm 2021, Chúa Nhật 1 mùa vọng ngày 28 tháng 11 năm 2021, Chúa Nhật 2 mùa vọng ngày 5 tháng 12 năm 2021. Ai thấy có vấn đề gì ngăn trở việc chịu chức của các thầy nói trên, xin cho tôi biết bằng cách gửi thư kín hoặc trực tiếp gặp tôi tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc. Hạn chót là thứ Ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021.
Lễ phong chức linh mục sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa vào lúc 8 giờ 30 thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Về thánh lễ truyền chức, xin mọi người tuân theo những chỉ dẫn của ban tổ chức, nhất là trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Nếu hoàn cảnh cho phép, xin các cha cùng đến tham dự thánh lễ này để diễn tả tình hiệp thông trong linh mục đoàn. Về việc tổ chức liên hoan ăn mừng trong ngày lễ truyền chức và các ngày lễ tạ ơn, xin các cha và gia đình của các tân chức theo quy định chung và truyền thống tốt đẹp của giáo phận, đơn giản và tiết kiệm. Anh chị em thân mến, chúng ta đang cùng xã hội thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, với một số hạn chế cần thiết. Xin anh chị em hãy sống đức tin một cách sâu xa và trưởng thành hơn, sống lòng thương xót một cách cụ thể hơn với những người chung quanh, và hãy cùng nhau dâng lời khẩn nguyện tha thiết hơn nữa. Xin Chúa thương cứu chữa nhân loại chúng ta sớm thoát khỏi đại nạn này. Nguyện chúc anh chị em tràn đầy ân sủng, niềm vui và bình an của Chúa. Xin mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh từ đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả chúng ta. Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho chúng tôi và các thầy tiến chức của chúng ta. Thân mến chào anh chị em. Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc.